Dưới 300k mua dòng toner nào chính hãng và sử dụng ok cho ở nhà, cho trẻ con, cho người lớn trong nhà thì đây chính là dòng toner mà em muốn giới thiệu đến anh chị em và các bạn. Các bạn, đây là dòng toner Codot nha, dòng toner Codot và mã của nó là Codot CHC536. Em sẽ mở ra, bóc ra công toner này cho anh chị mình xem này. Đầu tiên là về cái phụ kiện của nó là có đầy đủ phụ kiện. Cữ, hai cữ có 4 size là 36, 9, 12, một cái adapter sạc, một cái dầu tra công đơ và một cái chổi vệ sinh. Cái đây là dòng công đơ và nó là nhỏ gọn, đơn giản và là chính hãng, loại tốt anh chị em mình nha. Ở cái hãng Codot kìa, em chắc là không cần phải giới thiệu nhiều cho anh chị em mình, đặc biệt là những người làm salon, những là người cắt tóc, thợ cắt tóc thì là Codot là một cái dòng rất là ok rồi, và nó là vào Việt Nam khoảng 3-40 năm nay rồi anh chị em mình nhé. Đây, máy chạy êm nhá, máy chạy êm cắt sắc bén, được chưa? Đây nhá, công suất của nó là 6.5W này, 800 pin là 800 mAh, điện áp 2.4V, được chưa? Máy chạy êm, lưỡi bằng lưỡi thép không gỉ. Bên em nhá, bạn nào đang sử dụng dòng công đơn này thì yên tâm là bên em có bán cả cái lưỡi này này, bán cái đốc sạc riêng này, bán cái phụ kiện này riêng này, bán và lưỡi này riêng. Lưỡi thì em hướng dẫn thay lưỡi trên video này cho anh chị em mình luôn nha. Các bạn mua về các bạn ấn, chỉ cần ấn này, bỏ một ngón tay ở đây nha, ngón tay đây và ngón tay đây này, nhìn này, đấy là mở ra luôn. Khi mà các bạn lắp vào, các bạn nhớ này, ở trên cái lưỡi này nó có hai cái gọi là hai cái định vị, hai cái chốt, như là cái chốt định vị mình gọi như vậy cho dễ hiểu. Thì các bạn vào để vào đúng này, để vào cái chốt định vị đúng và ấn vào cái là được anh chị em mình nha. Đấy, rất là dễ dàng luôn anh chị em mình nha. Bên em là chuyên phụ liệu tóc cho salon và barber. Cần sản phẩm nào về đồ làm tóc, anh chị em mình vui lòng để lại comment. Và đã vào xem video rồi là có duyên với nhau, anh chị em mình vui lòng like video, chia sẻ và ấn mua hàng cho shop em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha.